Chào mừng quý vị đến với những thông tin mới nhất về tình hình chính trường thế giới 24 giờ qua trên kênh Tin Tức Việt. Bản tin của chúng tôi sẽ bắt đầu với những nội dung chính sau đây. Ba Lan và Đức bất đồng, xe tăng Leopard của Ukraine phải đi 650 km để sửa chữa. Mỹ cân nhắc lựa chọn quân sự chống Nga trên bầu trời Syria. Nga tung quân cờ lương thực gây khó Ukraine và phương Tây. Moscow kiểm soát điểm quan trọng gần cầu Antonovsky. Bán đảo Crimea bị 9 thiết bị không người lái áp sát. Ukraine, Ba Lan nói chiến binh Wagner đã đến Belarus. Chuyên gia Mỹ nói ông Zelensky sai lầm khi ngả về phương Tây. Kiev không để cuộc xung đột kết thúc với kịch bản phải nhượng bộ lãnh thổ. Ba Lan yêu cầu 109.000 đô la để sửa chữa một chiếc Leopard. Điều này đã khiến Đức từ bỏ ý định xây dựng một trung tâm sửa chữa Leopard tại Ba Lan. Việc liên kết ngành công nghiệp quốc phòng giữa các nước châu Âu không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Trường hợp điển hình mới đây nhất là sự bế tắc của Đức và Ba Lan trong việc thành lập một trung tâm bảo dưỡng xe tăng mới. Sau một loạt các cuộc đàm phán không thành công, Berlin đã quyết định từ bỏ xây dựng trung tâm bảo trì xe tăng trên lãnh thổ Ba Lan. Thay vào đó, nhiệm vụ sửa chữa các xe tăng Leopard 2 bị hư hại trong cuộc xung đột Ukraine sẽ giao cho Đức, có thể với sự hỗ trợ của Litva, nơi đã có một trung tâm bảo trì đang hoạt động. Thông tin này đến trực tiếp từ người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Đức. Theo tuyên bố của họ, hầu hết các xe tăng bị hư hỏng sẽ được sửa chữa ở Đức. Điều này có nghĩa là những chiếc Leopard sẽ phải thực hiện hành trình ít nhất là 650 km từ Ukraine đến Đức. Khoảng cách đó còn có thể sẽ lớn hơn do thực tế phải di chuyển bằng đường bộ. Kế hoạch ban đầu là thành lập một trung tâm bảo trì chung ở Ba Lan. Một động thái sẽ cắt giảm đáng kể khoảng cách di chuyển và chi phí hậu cần liên quan. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán đã gặp trở ngại do sự khác biệt được cho là giữa chi phí sửa chữa dự kiến và giá thị trường thực tế. Xe tăng Leopard 2A5 và Leopard 2A6 sẽ được sửa chữa tại Đức và nhiều khả năng là ở Litva. Đại diện Bộ Quốc phòng Đức xác nhận, xe tăng Leopard đã được cả Đức và Ba Lan cung cấp cho Kiev. Đức cung cấp khoảng 20 xe tăng Leopard 2A6, trong khi Ba Lan bàn giao các xe tăng Leopard 2A4 cũ hơn. Trong chuyến thăm gần đây tới Ba Lan, Bộ trưởng Quốc phòng Đức, ông Vladimir Pistorius đã thúc đẩy một giải pháp trong vòng 10 ngày, gợi ý về khả năng tìm một địa điểm để sửa chữa xe tăng Leopard tại Ba Lan. Các cuộc đàm phán có sự tham gia của nhiều công ty Đức và Ba Lan, cũng như các đại diện của chính phủ. Tuy nhiên, có nhiều bất đồng nảy sinh giữa các bên. Mặc dù ý tưởng về một trung tâm bảo trì chung hiện đã bị loại bỏ, nhưng việc phối hợp bảo dưỡng xe tăng Leopard 2 giữa Ba Lan và Đức vẫn đang được thảo luận. Theo người phát ngôn, công việc bảo dưỡng xe tăng Leopard có thể bắt đầu bất cứ lúc nào dựa trên nhu cầu của Ukraine. Trong khi đó, các cuộc thảo luận về việc bảo dưỡng xe tăng Leopard 2A4 vẫn đang được tiến hành. Chi phí là rào cản lớn. Theo bài báo ngày 3 tháng 7 trên Bulgarian Military, cuộc chiến giằng co giữa Ba Lan và Đức về cả mức giá lẫn vấn đề trung tâm sửa chữa. Mấu chốt của sự bất đồng nằm ở cơ cấu giá cả. Ước tính của Đức để sửa chữa một chiếc xe tăng là 12.000 euro, trong khi đối tác Ba Lan yêu cầu con số khổng lồ 100.000 euro, tương đương 109.000 đô la Mỹ cho các quy trình tương tự. Thêm vào sự căng thẳng là vấn đề thiếu hụt phụ tùng thay thế từ Đức. Vấn đề tài chính này cũng được phân tích trên tờ Spiegel của Đức. Phương tiện truyền thông của Đức đã chỉ trích Ba Lan, cáo buộc họ đòi chi phí dịch vụ cắt cổ mà không có bất cứ sự đảm bảo nào về một kết quả khả quan. Báo cáo tiết lộ thêm rằng các công ty Krauss, Mafil Westman và Rheinmetall của Đức, Polska Grupa Brozeniwa từ phía Ba Lan đang có mâu thuẫn về vấn đề chi phí. Nhưng đó không chỉ là về tiền bạc. Ukraine cũng cho biết họ đang gặp khó khăn với một số vấn đề do Đức và Ba Lan nêu ra. Cụ thể là Đức thừa nhận thiếu phụ tùng sửa chữa, trong khi Ba Lan lại không sẵn sàng hợp tác bảo hành sửa chữa do bất đồng về chi phí. Vấn đề nghiêm trọng hơn. Một số chuyên gia cho biết có khả năng một trung tâm dịch vụ ở Ba Lan, chuyên gia bảo dưỡng dùng các phương tiện bọc thép cung cấp cho Ukraine có thể sớm đi vào hoạt động. Tuy nhiên, đối với những chiếc Leopard lại phải cần một hành trình dài hàng nghìn km đến một quốc gia khác để sửa chữa lớn. Tình hình này sẽ là thách thức lớn, ảnh hưởng đến khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang Ukraine. Vấn đề này không chỉ xảy ra với riêng Leopard, mà cả nhiều loại thiết bị khác mà NATO viện trợ cho Ukraine như pháo binh, xe bọc thép. Nếu thông tin liên lạc, hệ thống vận tải, đặc biệt là các cây cầu bắc qua sông Dnieper bị hư hại, nhiệm vụ duy trì việc tiếp tế của phương Tây cho Ukraine sẽ ngày càng trở nên khó khăn.
Một số chuyên gia quân sự tiết lộ thêm rằng một vài quốc gia châu Âu khác cũng đang có kế hoạch cung cấp thêm xe tăng Leopard 1, một phiên bản cũ hơn cho Ukraine. Tin tức này cho thấy những thách thức mà các nhà cung cấp xe tăng châu Âu phải đối mặt. Những người mà 6 tháng trước đã cam kết cung cấp ít nhất 300 xe tăng cho Ukraine. Trong khi hiện tại, Ukraine thậm chí còn chưa nhận được một nửa số lượng xe tăng như đã được hứa. Washington và Moscow đã tranh cãi quyết liệt về các chuyến bay không người lái của Mỹ trong không phận Syria. Một quan chức Lầu Năm Góc ngày 15 tháng 7 tuyên bố Mỹ đang cân nhắc phản ứng quân sự đối với sự hiện diện của Nga trên bầu trời Syria, đồng thời khẳng định Washington sẽ tiếp tục sử dụng máy bay không người lái tại quốc gia Bắc Phi này. Quan chức giấu tên từ chối cho biết những lựa chọn nào được cân nhắc, song nhấn mạnh rằng Mỹ có ý định giải quyết hành động tấn công đang ngày càng tăng của Nga trên bầu trời Syria. Đầu tháng 7, Tư lệnh Không quân Mỹ, Trung tướng Alex Greenskiewicz cho biết các máy bay chiến đấu của Nga đã quấy rối máy bay không người lái MQ-9 Jasper của Mỹ trên bầu trời Syria 3 lần chỉ trong một tuần. Không quân Nga đang tiến hành các cuộc tập trận chung với Syria vào thời điểm đó và Moscow cáo buộc Mỹ vi phạm vùng không phận bị hạn chế với các chuyến bay không người lái, một cáo buộc mà Lầu Năm Góc phủ nhận. Tổng thống Syria Bashar Assad đã đề nghị quân đội Nga hỗ trợ trong cuộc chiến chống lại các chiến binh Hồi giáo vào năm 2015. Nga đã duy trì sự hiện diện quân sự ở Syria kể từ đó. Cũng như Mỹ, nước đã phát động chiến dịch không kích nhằm vào nhà nước Hồi giáo IS, trước đây là ISIS, vào năm 2014. Mỹ cũng cung cấp hỗ trợ bí mật và công khai cho hàng chục nhóm chiến binh chống lại chính phủ Assad. Ông Assad đã nhiều lần kêu gọi quân đội Mỹ rời khỏi Syria, nhưng Washington từ chối. Khoảng 900 binh sĩ Mỹ vẫn đang đóng quân ở Syria và một quan chức giấu tên nói với hãng tin AP rằng Mỹ sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ ở phía Tây của Syria. Moscow đang muốn có thêm những nới lỏng trong lĩnh vực ngân hàng với lập luận rằng hoạt động xuất khẩu của họ vẫn đang bị cản trở bởi các lệnh trừng phạt nhắm vào các công ty bảo hiểm và thanh toán. Tuần trước, ông Putin nói trên truyền hình rằng đã không có một yêu cầu nào của Moscow được đáp ứng, đồng thời cảnh báo Nga có thể đình chỉ việc tiếp tục thỏa thuận này nếu không có bước tiến từ phương Tây. Ukraine và các đồng minh đã cáo buộc Nga cố tình làm ách tắc thỏa thuận nhằm cản trở dòng xuất khẩu nông sản của Ukraine cũng như làm gia tăng giá ngũ cốc. Ông Barava Guskwa, đặc phái viên của Vương quốc Anh tại Liên Hợp Quốc cho biết Nga đang tham gia vào một trò chơi cân não nhằm gia tăng vị thế. Ở Istanbul, Nga làm chậm quá trình kiểm tra các tàu chở ngũ cốc, giảm lượng ngũ cốc xuất khẩu. Sau đó, bằng cách báo hiệu rằng đang xem xét từ chối gia hạn thỏa thuận, Nga cũng đang tác động đến giá ngũ cốc toàn cầu, bà nói. Chiến thuật này có vẻ đang phát huy tác dụng, khi lương thực đang là vấn đề cấp bách tại nhiều quốc gia trên thế giới, cũng như tác động của nó đến lạm phát toàn cầu. Các nhà ngoại giao phương Tây đang xem xét nhượng bộ để đảm bảo gia hạn thỏa thuận. Mới đây, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã viết cho Putin một bức thư đề nghị kết nối một công ty con của Ngân hàng Nông nghiệp Nga với hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT để đổi lấy việc tiếp tục sáng kiến ngũ cốc biển đen. Ủy ban châu Âu EC cũng nói rằng họ sẵn sàng xem xét mọi giải pháp. Mục tiêu là loại bỏ các rào cản ảnh hưởng đến các giao dịch tài chính thông qua Ngân hàng Nông nghiệp Nga, một mối quan ngại lớn mà Liên bang Nga bày tỏ, đồng thời cho phép dòng ngũ cốc Ukraine tiếp tục chảy qua biển đen. Người phát ngôn của Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric cho biết trong cuộc họp báo ngày 13 tháng 7. Mặc dù Nga vẫn chưa trả lời, nhưng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan, người đang đóng vai trò trung gian, đã bày tỏ sự lạc quan về việc gia hạn thỏa thuận ngũ cốc. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ông và Tổng thống Putin đều đồng quan điểm trong vấn đề này. Nhưng giới chuyên gia phương Tây cho rằng, ngay cả khi tiếp tục tham gia vào sáng kiến ngũ cốc biển đen, Moscow đã đặt thêm các rào cản mới cho Kiev, như rút ngắn thời gian gia hạn và tạo thêm các thách thức trong vận chuyển. Vì sao việc gia hạn quan trọng? Được biết đến như vựa lúa mì của châu Âu, Ukraine từng cung cấp 10% lượng lúa mì xuất khẩu của thế giới, 20% lượng ngô xuất khẩu và 40% nguồn cung dầu hướng dương toàn cầu. Kể từ sau khi xảy ra chiến sự Nga-Ukraine, sản lượng thu hoạch ngũ cốc của Kiev đã sụt giảm và làm gián đoạn nguồn cung lương thực toàn cầu. Điều đáng nói, hoạt động xuất khẩu của Kiev phải đi qua Biển Đen, nơi có hạm đội Hải quân Nga thường trực, khiến 30 triệu tấn lương thực không thể xuất kho, làm tăng giá lương thực trên thế giới trong năm qua. Để giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực, Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ phải đứng ra làm trung gian cho một sáng kiến vào tháng 7 năm 2022 để mở khóa kho lương thực của Ukraine. Gần 1/4 trong số đó đã được chuyển đến Trung Quốc
và gần một nửa đã đến được các thị trường đang phát triển vốn đang chịu áp lực rất lớn. Thời điểm gia hạn thỏa thuận ngũ cốc cũng là một vấn đề, bởi phần lớn vụ lúa mì của Ukraine được thu hoạch vào tháng 7 và tháng 8, khiến cho việc gia hạn này thậm chí còn quan trọng hơn lần trước đó. Ông Joseph Glober, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu Chính sách Lương thực Quốc tế cho biết, đây tiếp tục là một vấn đề không chỉ đối với nhà sản xuất Ukraine mà còn trên toàn cầu. Ukraine là một nhà cung cấp rất quan trọng và nếu họ phải tiếp tục giảm sản lượng trong một năm nữa, điều đó có nghĩa là thế giới sẽ phải tìm lúa mì và ngô từ những nước khác để thay thế. Lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát vị trí quan trọng nhất gần cầu Antonovsky ở vùng Kherson. Thống đốc lâm thời vùng Kherson cho biết, chiến binh Ukraine còn lại đã bị chặn lại tại các ngôi nhà nông thôn gần cầu Antonovsky ở hạ lưu sông Dnieper. Họ đã bị đẩy vào giữa sông và vùng đầm lầy. Lãnh thổ nơi cây cầu nối với đất liền đã không còn binh sĩ Ukraine. Đây là nơi có vị trí quan trọng, vì là nơi duy nhất mà từ đó một cuộc tấn công có thể tiến vào nội địa. Hiện nó nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của quân đội Nga. Thống đốc lâm thời vùng Kherson Vladimir Sado nói với TASS ngày 16 tháng 7. Ông cho biết quân đội Nga đã sử dụng những hệ thống hạng nặng nhất mà họ có, bao gồm hệ thống tên lửa Iskander và hệ thống súng phun lửa hạng nặng Sonstepiot để đánh bật lực lượng Ukraine trong trận chiến gần cầu Antonovsky. Thật khó để ước tính thiệt hại chính xác của đối phương vì nhiều người trong số họ đã chết đuối khi băng qua sông bằng thuyền và một số có thể rút lui. Thậm chí nhiều thi thể đã bị bỏ lại ở các khu vực nhà ở nông thôn và dưới cầu, ông Sando nói. Ông Sando cũng cho biết ít nhất 100 binh sĩ Ukraine thiệt mạng và hơn 100 người bị thương trong các trận chiến gần cầu Antonovsky ở vùng Kherson. Binh sĩ Nga đã làm suy yếu nghiêm trọng tiềm năng chiến đấu của các lực lượng Ukraine, theo quan chức trên. Những binh sĩ Ukraine giỏi nhất và được đào tạo bài bản nhất đã bị hạ gục. Chiến binh của chúng ta đã làm suy yếu nghiêm trọng tiềm năng chiến đấu của đối phương sau các cuộc đụng độ giành cây cầu, ông Sando khẳng định. Các máy bay và xuồng không người lái đã cố gắng tấn công Sevastopol, nơi đóng quân của hạm đội biển đen Nga ở Crimea, nhưng không thành công. Quân đội Nga đã ngăn chặn nỗ lực tấn công các cơ sở gần Sevastopol thuộc bán đảo Crimea. Bộ Quốc phòng nước này cho biết hôm Chủ nhật. Trước đó, thống đốc thành phố cảng Sevastopol, ông Mikhail Zavostaev, cáo buộc quân đội Ukraine gian dựng cuộc tấn công nói trên. Theo ông Rasvuhaev, tổng cộng 9 thiết bị không người lái đã bị bỏ lại, trong đó 2 chiếc máy bay bị bắn hạ trong đêm và 5 chiếc khác bị hệ thống tác chiến điện tử khống chế. Ông nói thêm rằng 2 xuồng không người lái đã bị phá hủy khi đến gần cảng. Cuộc tấn công quy mô lớn và kéo dài, ông Rasvuhaev viết trên Telegram. Ông cho biết không có thiệt hại nào đối với các con tàu hoặc địa điểm ở trên bờ. Phía Ukraine hiện chưa lên tiếng về cáo buộc trên. Sevastopol cũng như các địa điểm khác ở Crimea thường xuyên bị tấn công sau khi Moscow khai màn chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Theo thống đốc Crimea, ông Sergei Askinov, vào ngày 15 tháng 6, lực lượng phòng không đã bắn hạ hoặc vô hiệu hóa 9 máy bay không người lái của Ukraine. Các chiến binh Wagner đã đến Belarus từ Nga. Các quan chức Ukraine và Ba Lan cho biết hôm 15 tháng 7, một ngày sau khi Minsk tiết lộ tập đoàn này đang huấn luyện các binh sĩ Belarus ở phía đông nam. Wagner đang ở Belarus. Andriy Demchenko, phát ngôn viên cơ quan biên phòng Ukraine cho biết trong một tuyên bố trên Telegram. Ông nói rằng sự di chuyển của các nhóm từ Nga đã được quan sát thấy ở Belarus. Một số chiến binh Wagner đã ở Belarus ít nhất từ ngày 11 tháng 7, hai nguồn tin thân cận nói với Reuters. Bộ Quốc phòng Belarus đã công bố một đoạn video hôm 14 tháng 7, cho thấy các chiến binh Wagner đang hướng dẫn các binh sĩ Belarus tại một thao trường gần thị trấn Osipovichi. Việc Wagner chuyển đến Belarus là một phần trong thỏa thuận chấm dứt âm mưu nổi loạn của nhóm hồi tháng 6, khi các binh sĩ Wagner nắm quyền kiểm soát một trụ sở quân sự và đe dọa đẩy Nga vào một cuộc nội chiến, theo tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Người đứng đầu Wagner, Yevgeny Prigozhin, đã không xuất hiện trước công chúng kể từ khi ông rời khỏi thành phố Rostov-on-Don, miền nam nước Nga, vào cuối ngày 24 tháng 6. Thứ trưởng điều phối các lực lượng cứu hộ của Ba Lan, Stanislav Janin, cho biết Warsaw cũng đã xác nhận sự hiện diện của các chiến binh Wagner ở Belarus. Có thể có vài trăm người vào lúc này, Thứ trưởng Janin nói trên Twitter. Ba Lan trong tháng này cho biết đang củng cố biên giới với Belarus để đề phòng bất kỳ mối đe dọa tiềm ẩn nào. Mặc dù không điều quân tới Ukraine, nhưng Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã cho phép Moscow sử dụng lãnh thổ nước này để tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine. Một số nguồn tin cho biết
một đoàn gồm ít nhất 60 xe đã vào Belarus trong đêm 14 tháng 7 từ Nga. Các phương tiện này bao gồm xe tải, xe bán tải, xe buýt, có biển số của các nước Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk và Lugan. Nguồn tin này cũng tiết lộ dường như một nhóm Wagner đang hướng đến Tersel ở miền trung Belarus, nơi các phóng viên nước ngoài tuần trước cho biết họ đã thấy một khu trại với hàng trăm chiếc lều trống. Nhà hoạt động nhân quyền người Mỹ cho rằng Tổng thống Zelensky tiếp tục ngả về phía phương Tây và phá hủy Ukraine. Nhà hoạt động nhân quyền Mỹ Ajamu Baraka cho rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phá hủy đất nước của mình vì ông đi theo sự dẫn dắt của phương Tây và không nghe theo lời khuyên của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong việc thực hiện các thỏa thuận Minsk. Việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan đáng lẽ phải là bài học đắt giá cho Tổng thống Zelensky. Mỹ đã lợi dụng sự thiếu kinh nghiệm về chính trị của nhà lãnh đạo Ukraine, thuyết phục chính quyền Kiev từ bỏ thỏa thuận Minsk, tiến hành cuộc xung đột. Và giờ đây, sau khi hàng chục nghìn người đã thiệt mạng, Ukraine đang bị chính những đồng minh của mình bỏ rơi. Ông Ajamu Baraka nhận định, thỏa thuận Minsk vốn được tạo ra để giải quyết xung đột ở Ukraine một cách hòa bình. Thế nhưng theo nguồn tin trên, nó lại trở thành công cụ để Washington, Brussels và Kiev vận dụng nhằm câu giờ để chuẩn bị cho lực lượng vũ trang Ukraine tham chiến với Nga. Điều này đã được khẳng định bởi cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel và cựu Tổng thống Pháp François Hollande. Trong khi đó, Phó Nguyên soái lực lượng không quân Anh Shane Bell trong một cuộc phỏng vấn với Express nhận định cuộc xung đột ở Ukraine hiện nay chắc chắn sẽ kết thúc bằng việc ký thỏa thuận hòa bình. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi rằng phương Tây phải đảm bảo về việc Ukraine sẽ không bao giờ gia nhập NATO. Phó Nguyên soái Anh cũng cảnh báo rằng việc Ukraine gia nhập vào Liên minh Bắc Đại Tây Dương sẽ dẫn đến xung đột leo thang. Vì vậy, các quốc gia thành viên đã đưa ra lựa chọn đúng đắn khi ngăn chặn cơ hội như vậy đối với Kiev. Pravda đưa tin, Tổng thống Volodymyr Zelensky trong ngày 15 tháng 7 cho rằng các lực lượng Ukraine đang tiến lên và tốc độ kết thúc cuộc xung đột phụ thuộc hoàn toàn vào sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế dành cho Kiev. Chúng tôi đang làm tất cả để đảm bảo rằng mọi sự trợ giúp đều có ý nghĩa. Trong 15 ngày đầu tháng 7, chúng tôi đã gặp gỡ các nhà lãnh đạo của Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Tổng thư ký NATO, Chủ tịch Ủy ban châu Âu. Cũng theo ông Zelensky, Kiev sẽ không để cuộc xung đột kết thúc với kịch bản phải nhượng bộ lãnh thổ. Chúng tôi sẽ không để bất kỳ người dân, bất kỳ thị trấn và làng mạc nào phải nằm dưới sự quản lý của đối phương, ông Zelensky nói. Trong cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Jun Suk-yeol, ông Zelensky đã cảm ơn Seoul vì sự hỗ trợ mạnh mẽ, đồng thời gửi lời chia buồn tới quốc gia này vì đợt lũ tồi tệ. Về phía Hàn Quốc, ông Jun nói Seoul sẽ cung cấp viện trợ nhân đạo trị giá 150 triệu đô la cho Ukraine trong năm nay, cùng với đó là một lượng lớn quân nhu. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Jun Suk-yeol cho biết, ông Jun và đệ nhất phu nhân Kim Kyon-hee đã có mặt tại Ukraine hôm 15 tháng 7 sau khi sang Litva để dự hội nghị thượng đỉnh NATO và thăm chính thức Ba Lan. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine diễn ra hồi cuối tháng 2 năm 2022. Theo văn phòng của ông Jun, hai nhà lãnh đạo cũng đã đồng ý hợp tác để hỗ trợ các công ty Hàn Quốc tham gia vào các dự án tái thiết sau xung đột ở Ukraine. Đến đây, 10 phút của bản tin cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi những thông tin từ chúng tôi. Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm, đóng góp của quý vị thông qua phần bình luận ở phía dưới mỗi video. Cảm ơn quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.